Ngày 31 tháng 12, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh tại trung tâm thương mại An Đông Plaza, chợ Tân Thành, chợ Kim Biên nằm trên địa bàn quận 5, đơn vị đã phát hiện hơn 26.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng, hơn 3.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Theo đó, vào trưa 26 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an quận 5 đã bắt quả tang D, sinh năm 1981, đang khuân vác 3 bao hàng chứa thắt lưng da các loại ở trước cổng chợ An Đông. Thời điểm kiểm tra, D không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hàng hóa. D khai số tang vật được vận chuyển từ hộ kinh doanh Hoài Thu ở đường Bắc Hải, phường 14, quận 10 tới chợ An Đông giao cho khách. Qua đó khám xét hộ kinh doanh Hoài Thu thì công an thu giữ 507 thùng hàng gồm ví, thắt lưng, mỹ phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến 8 giờ 15 phút ngày 27 tháng 12, trinh sát công an quận 5 phát hiện C, sinh năm 1959, ngụ quận Tân Bình, lái xe máy chở theo 6 bao hàng ở giao lộ đường Dương Tử Giang, Nguyễn Chí Thanh, phường 12 với nhiều nghi vấn nên chặn lại kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong kho hàng có 1.572 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu các loại. C khai nhận mua thuốc lá nhập lậu từ một số đối tượng, sau đó nhóm giao thuốc lá tới nhà của C ở đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình. Tại đây, C bán và phân phối cho khách hàng ở quận 5. Khám xét nơi ở của C, công an tịch thu 221 bao thuốc lá của nhiều nhãn hiệu nhập lậu. Mở rộng điều tra, công an khám xét nơi C giao hàng ở quận 5 thu thêm 1.270 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Bên cạnh đó, Công an quận 5 phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 5 còn đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh và phát hiện 26.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả các thương hiệu nổi tiếng, buộc tiêu hủy hơn 6.800 kg hóa chất và phụ gia thực phẩm không nhãn hiệu, không có hóa đơn chứng từ.